Lực lượng chức năng quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra nguyên nhân vụ sập nhà dân 4 tầng tại hẻm 133 Bình Quế, phường 27, làm cho 7 người bị mắc kẹt, trong đó có 5 người bị thương mà chương trình đã thông tin. Và liên quan đến vụ việc này, nhiều người dân cho biết căn nhà trên đã có dấu hiệu nghiêng ngã trước đó nên người chủ mới cho thợ đến khắc phục. Là người buôn bán trước con hẻm xảy ra sự việc, bà Hoàng Thị Diên, 50 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh cho biết, gần 1 giờ hôm qua, bà đang nấu nướng trong nhà thì nghe thấy tiếng động rất lớn kèm rung lắc mạnh. Chạy ra kiểm tra thì thấy căn nhà 4 tầng đổ sập hoàn toàn. Chị đâu có biết là sập nhà đâu, thấy khói nó bốc lên rồi xuống xem thì không phải là nó cháy nhưng mà là sập nhà. Rồi mọi người xung quanh cũng đều đến nhưng mà đâu có làm gì được đâu. Sau khi căn nhà bị sập khoảng 10 phút sau, Thiếu tá Quỳnh Nguyên Thuận, Phó đội trưởng đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ BC07 công an thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt trực tiếp chỉ huy hiện trường, triển khai lực lượng tiếp cận nạn nhân bị mắc kẹt. Thiếu tá Thuận cho biết hiện trường rất nguy hiểm, một số nạn nhân bị kẹt sâu trong công trình sụp đổ, trong đó có một nạn nhân có dấu hiệu bị đè chấn thương cột sống nên quá trình cứu hộ ban đầu gặp nhiều khó khăn. Nguy hiểm hơn, trong đống gạch đá đổ nát còn có bình ga bị xì. Thông tin ban đầu là chúng tôi nắm được là chính xác là còn bao nhiêu nạn nhân kẹt ở trong nhà, nên việc tìm kiếm ban đầu là chúng tôi phải có thể tiến hành được ngay, và cũng may mắn là nạn nhân còn tỉnh nên khi mà chúng tôi hô lên là anh ở đâu đó thì là nạn nhân có thể trả lời ngay được, và chúng tôi nhanh chóng xác định được vị trí nạn nhân còn ở trong đó, vị trí mà có thể mà chúng tôi có thể vào và chúng tôi có thể đưa nạn nhân ra. Nhưng có một cái khó khăn ngoài cái việc mà công trình nó có thể sụp đổ thêm bất cứ lúc nào á, gây ra những cái tai nạn thứ cấp thì là còn có những bình ga trong tòa nhà thì là nó xì ra, nên là trong quá trình làm tôi vẫn phải yêu cầu cho một cái lăng để mà bảo vệ cháy nổ. Như đã đưa tin trước đó, khoảng 11 giờ 13 giờ hôm qua, trên địa bàn phường 27 quận Bình Thạnh xảy ra vụ sập nhà ở 4 tầng làm nhiều người bị thương. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 27 thì đây là ngày đầu tiên sửa chữa căn nhà trên thì xảy ra sập. Nguyên nhân là nhà bị nghiêng, chủ nhà gọi thợ đến sửa chữa, sau đó họ đã khoan vào phần móng dẫn đến sập hoàn toàn căn nhà. Và trước đó thì chủ nhà có làm đơn gửi đến Ủy ban Nhân dân phường 27 xin làm lại lót nền nhà.